Chào mừng quý chị và các bạn quay trở lại với kênh Xe Đẹp Hải Dương. Buổi chiều ngày hôm nay thì bên em lại về một mẫu xe 7 chỗ gầm cao. Một chiếc xe đẹp xuất sắc anh chị ạ. Đó chính là chiếc Sorento máy xăng, động cơ 2.4 lít anh chị nhé. Và xe được sản xuất vào năm 2015. Xe một chủ từ đầu, đi 10 vạn chuẩn. Bản này là bản full rồi anh chị nhé. Có trang bị cửa sổ trời toàn cảnh panorama rồi, ghế điện rồi. Đó. Chất xe 10 vạn chuẩn. Tất cả những cái hình ảnh trên chiếc xe này sẽ nói lên tất cả về chất lượng của xe anh chị ạ. Bản full đây anh chị, đó là có rửa đèn pha tự động. Đó. Xe trang bị đèn bóng chiếu projector rồi và có giải đèn LED định vị ban ngày. Đó. Vỏ đèn còn cực kỳ trong và đẹp anh chị nhé. Đèn zin luôn anh chị ạ, kể cả là đèn gầm. Đó. Còn rất là trong. Xe trang bị cảm biến trước sau đầy đủ rồi, dành cho bản full anh chị ạ. Sorento là mẫu xe 7 chỗ cực kỳ là rộng rãi. Rất là rộng rãi anh chị ạ. Và bên cạnh đó xe trang bị full công nghệ. Ngoại thất thì xe được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh rồi và có giá lóc rồi anh chị nhé. À, gần Tết rồi, anh chị nào mua chiếc xe này về mà đi Tây Bắc chở đào thì cũng hết ý đấy ạ. Xe thì được trang bị một dàn lốp mít mới tinh. Và đây là dàn lốp thứ hai của xe anh chị nhé. Dàn lốp mới nguyên luôn. Đấy, mua chiếc xe này là anh chị đã được lợi thế một dàn lốp mít mới này. Vành thì gần như là không vết xước nha anh chị nhé. Và củ phanh thì còn rất là đẹp. Phải nói là bác chủ xe đi rất giữ gìn. Không chỉ là ngoại thất không va chạm đâu, mà nội thất nó còn rất là đẹp. Chút nữa thì em sẽ quay chi tiết nội thất để gửi tới quý anh chị và các bạn. Đết lốp 2022 hết anh chị nhé. Thay đồng nhất một dàn lốp luôn. Đấy, có cam nè này. Đấy, cam nè đây anh chị nhé. Sinh nhan nét trên gương rồi. Và gương chiếu hậu ngoài. Có tính năng gập điện, chỉnh điện và tự động điều chỉnh mặt gương khi nùi. Bản full bao giờ cũng là full công nghệ. Hông xe rất là đẹp anh chị ạ. Có dán phim cách nhiệt rồi anh chị nhé. Trang bị chìa khóa thông minh khởi động nút bấm rồi, nên có cảm biến mở cửa. Đây là luôn lốp sau này anh chị này. Thực sự là bác chủ rất là giữ xe luôn. Vành gần như là không xước. Đấy, lại lợi thế dàn lốp mít quá là đẹp. Cua lốp của dòng Sorento đó là mà có nó là một cái tấm nỉ anh chị nhá. Đấy, tấm nỉ này. Đấy, còn nguyên bản luôn. Đây là phía sau xe. Hơi đáng tiếc là Sorento thì chưa được trang bị cốp điện anh chị ạ. Cốp vẫn mở tay thôi. Phía sau xe có cảm biến cả trước sau xe đầy đủ rồi anh chị nhá. Có trang bị cam lùi rồi. Đấy. Và đây là cụm đèn sau. Nguyên bản luôn anh chị ạ. Và rất là mới. Vỏ đèn rất là trong. Đây là phía sau cốp xe anh chị nhé. Đấy. Đầu tiên anh chị có thể thấy này. Đấy cái nhựa cốp sau anh chị nhé. Không một vết xước luôn. Gần như là không bao giờ bác chủ để đồ sau cốp này. Đấy, nhựa này. Nhựa đây anh chị nhé. Đây là nhựa phía sau. Không có vết xước nào luôn. Và đặc biệt của nó đó là cái ghế, hàng ghế thứ ba này anh chị này. Gần như là không ngồi nhé anh chị nhé. Đấy. Ghế này ra ghế hàng ghế thứ ba quá đẹp luôn. Sợ thật. Phải nói là bác chủ rất là giữ xe. Đấy, nhựa phía sau xe này. Đấy, không vết xước nha anh chị nhé. Có trang bị cửa gió cho hàng ghế 3 rồi. Bản full, trần nỉ nguyên bản và có cửa sổ trời toàn cảnh panorama rồi. Chút nữa em sẽ mở cửa sổ trời ra. Đấy, phía sau xe anh chị nhé. Máng nước đinh tán và còn zin hết. Kể cả ốc cốp. Ốc cốp sau nhé. Đấy. Đây ốc cốp sau đây ạ. Máng nước đình tán zin luôn. Đây nhựa cốp sau này anh chị này.
Anh chị thấy không ạ? Không có vết xước gì nhá. Không mất một phân keo chỉ nào. Ngoại thất của chiếc xe này là màu nâu vàng anh chị nhá. Đấy. Rất là cứng cáp và đẹp luôn. Đấy. Một dàn lốp mít rất tuyệt vời. Đấy, anh chị có thể thấy đây. Đấy. 2016 thì nó là lốp đa chấu trẻ nhá anh chị nhá. Đấy. Và vành này. Củ phanh cũng đẹp luôn. Vành gần như là không có xước rồi. Bậc lên xuống đầy đủ rồi anh chị nhá. Kể cả là cái gương sinh nhan này, cái bóng sinh nhan gương này, nó cũng là bóng zin luôn và còn rất là trong. Đây. Dàn lốp mít luôn. Dàn lốp mít của cái xe này là hơn chục triệu anh chị nhá. Bởi vì lốp của nó là lốp của xe gầm cao. Đấy. Cụm đèn trước đây ạ. Rất trong luôn. Có rửa đèn tự động rồi. Đấy. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội thất bên trong. Rồi, đầu tiên chúng ta có thể thấy đó là cảm biến mở cửa, tức là xe được trang bị chìa khóa thông minh khởi động nút bấm. Còn đây là nội thất, thì đối với Sorento từ 16 trở xuống sẽ là nội thất tông màu đen anh chị nhá. Và chiếc xe này còn giữ được ghế da nguyên bản. Đấy anh chị thấy không ạ? Ghế da nguyên bản của nó rất là mềm. Sờ thôi cũng đã thấy thích rồi. Đấy, ở giữa có lỗ thông hơi. Và đây là ghế lái anh chị ạ. Ghế lái anh chị nhá. Vẫn còn nguyên bản như thế này. Tươi luôn anh chị ạ. Đây là ghế phụ. Ghế phụ đây anh chị nhá. Anh chị thấy đẹp không ạ? Đấy. Ghế phụ cũng còn giữ được rất đẹp. 20 năm thì cũng đã được trang bị hệ thống an toàn cân bằng và ổn định thân xe rồi. Chìa khóa thông minh. Đấy, hỗ trợ ra vào này. Đấy, đây là đôi chìa khóa zin theo xe. Mới quá anh chị ạ. Đấy. Cửa sổ chơi toàn cảnh rồi anh chị nhá. Đây. Em sẽ mở cửa sổ chơi. Đấy, chân nỉ vẫn giữ được nguyên bản anh chị nhá. Đây. Cửa sổ chờ toàn cảnh panorama. Với lại chúng ta có thể mở riêng cái tấm nỉ này, hoặc là mở cả cái phần kính bên trên nhé anh chị nhá. Và đặc biệt chiếc xe này thì bác chủ đã dán phim cách nhiệt cả cho cửa sổ trời toàn cảnh rồi. Rất là cẩn thận. Đấy. Đây nội thất của xe này anh chị này. Da màu đen này. Đấy. Rất là tươi luôn anh chị ạ. Đấy. Cũng gần như là không có vết xước gì anh chị nhá. Đây là táp lô này. Rất tươi luôn anh chị ạ. Nhựa. Cần số zin của xe. Xe trang bị hộp số tự động 6 cấp kết hợp với động cơ 2.4 lít anh chị nhá. Bản full bao giờ cũng có trang bị hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập. Đấy, và quan sát anh chị có thể thấy những tất cả những cái chi tiết nhựa nút bấm của trên chiếc xe này rất là mới luôn. Trang bị màn Android rồi anh chị ạ, và cam lùi. Đây em bật cam lùi rất là sắc nét anh chị nhá. Đấy. Không chỉ thế đâu, bác chủ còn trang bị cả cam hành trình đây này, cả trước sau luôn anh chị nhá, rất là đầy đủ. Cả trầm luôn anh chị ạ. Và gương chiếu hậu trong chống chói tự động rồi. Đấy ạ. Xe trang bị 6 túi khí anh chị nhá. Bao gồm 2 túi khí dèm, 2 túi khí phía trước và 2 túi khí bên hông. Đây là vô lăng zin của xe. Và đây là cây số của xe anh chị nhá. 10 vạn chuẩn, không tua 1 km nào. Em mua của tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu. Anh trai ở dưới Hải Phòng. Đấy. Vô lăng zin của xe và anh chị có thể thấy này. Đấy. Rất mới. Bên này thì có tích hợp nút điều chỉnh âm thanh. Bên này có ga tự động cruise control. Đấy, một cái tính năng rất là hữu ích, đặc biệt là chúng ta đi ở những cái đường cao tốc. Đấy, đây là chỉnh màn hình hiển thị đa thông tin anh chị nhé. Đàm thoại rảnh tay. Đấy, bọc vô lăng cũng rất là xịn sò. Ngoài ra,
Sorento 2015, cả bản full máy xăng thì cũng được trang bị thêm, đó là cái chức năng lái, cái chế độ lái eco, tiết kiệm nhiên liệu anh chị ạ. Đấy, khi mà chúng ta cần tiết kiệm nhiên liệu, còn không chúng ta sẽ sử dụng tính năng thông thường. Các chi tiết da, anh chị thấy không ạ? Chiếc xe này rất là tươi luôn. Này, ghế da này, đây là quay cận cảnh luôn anh chị nhá. Da nó còn đẹp thế này cơ mà. Quá đẹp luôn anh chị ạ, mà không một chút dầu bóng nào anh chị nhá. Anh chị có thể em quay rất sát để anh chị thấy. Kể cả táp ni cửa này, không có một chút dầu bóng gì anh chị nhá. Táp lô cũng thế này. Đấy, nguyên mộc luôn. Rất là giữ xe. Tông màu đen thì nó cũng có cái độ sang riêng của nó anh chị ạ. Đây là hàng ghế thứ hai anh chị nhá. Vừa em quay hàng ghế thứ ba thì anh chị biết rồi. Hàng ghế thứ ba thì gần như là không có người ngồi. Anh chị thấy hàng ghế thứ hai này, cái da của nó tuyệt vời không ạ? Đấy ạ. 2015 đến bây giờ giữ được như này thì đó là một bác chủ xe cực kỳ là cẩn thận anh chị nhé. Có bệ tì tay dạng lớn rồi, có giá để cốc anh chị ạ, cũng giống các chiếc Sorento khác thôi. Đây này, ra phía sau này anh chị thấy không ạ? Đây, hàng ghế thứ hai cũng có cửa gió rồi anh chị nhé. Đây. Đây, đây là tổng thể cái nội thất nhìn từ phía sau này, rất sang và hiện đại anh chị ạ, nhìn rất là sang và hiện đại luôn. Đấy, cửa sổ trời toàn cảnh nhá. À, bác chủ thì dán phim cách nhiệt rồi, nhìn nó sẽ hơi tối một chút thôi anh chị ạ. Đây, đây là táp ni cửa anh chị ạ. Bên lái nha anh chị nhá, phía sau này rất tươi luôn, kể cả những cái chỗ bậc lên xuống này. Đấy, nhựa rất tươi luôn. Sàn, sờ vào cái sàn xe này thì hoàn toàn là an tâm là xe không đợi, không ngập nước gì anh chị nhé. Sàn nỉ còn nguyên nhung. Đấy. Nói chung là về keo chỉ thì bên em bao đâm đụng, bao check hãng các thứ cho anh chị rồi. Anh chị hoàn toàn là an tâm, không phải lo lắng. Đây anh chị có thể thấy này, một chiếc xe đẹp đều, nó sẽ như thế này. Đấy, anh chị thấy không ạ? Không chỉ là nội thất tươi, tất cả những cái phần này sơn zin nha anh chị nhé. Đóng cửa chắc nịch luôn. Đây, cửa lái nhá. Đấy ạ, nguyên keo chỉ của nhà máy và nguyên đường dập của nhà máy. À, ốc bản lề đây, anh chị thấy không ạ? À, có khóa này rất mới luôn. Và đặc biệt là những cái nòng trong sơn bên trong này còn tươi luôn ạ. Bậc lên xuống có đèn luôn anh chị nhé. Đấy, đây là chân phanh anh chị ạ, và anh chị có thể thấy cái mặt chân phanh nó như thế này. Một chiếc xe 10 vạn chuẩn anh chị nhé, mặt chân phanh nó còn như thế này cơ mà. Đấy, các chi tiết nhựa của chiếc xe này, kể cả nhựa da, nói chung thì chi tiết về nội thất cũng chê được luôn. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng và có nhớ hai vị trí ghế anh chị nhé. Đấy, những cái nút bấm này. Kính cửa trước thì có chế độ auto rồi. Gương chiếu hậu ngoài cập điện và chỉnh điện. Đẹp đều luôn anh chị ạ. Đây là bên phụ anh chị nhé. Kể cả cái xi nhan bên này bên kia cũng giống nhau này. Còn zin luôn. Đấy, mà mặc dù là cái đèn xi nhan là cái đèn mà dễ bị va quẹt nhất, bởi vì nó ở phía ngoài cùng, nó ở bên ngoài cùng. Đấy, anh chị thấy táp ni cửa không ạ? Đấy, mép cửa nhá. Không phải em khen đâu, nhưng mà thực sự là chiếc này nó xuất sắc luôn đấy anh chị ạ. Máy xăng dành cho anh chị nào không thích hôi mùi dầu. Đấy, vẫn tiết kiệm hơn Fortuner nhiều anh chị nhá. 11, 12 lít xăng. Anh chị nào đi Eco thì 10 lít. Động cơ 2.4 lít. Đấy, zin đẹp luôn anh chị ạ. Thực ra thì anh chị cứ bảo là tốn xăng, nhưng em nghĩ là đối với một chiếc xe 7 chỗ ngồi gầm cao máy thoáng,
kiểu gì nó cũng phải từ 10 đến 12 lít, đấy là thấp nhất anh chị ạ, một mẫu SUV như thế này. Nếu mà dầu nó tiết kiệm hơn, nhưng mà anh chị có thể thấy một chiếc xe máy dầu cùng đời như chiếc kia của em kia đó, thì giá nó cao hơn chiếc này khoảng, giá cao hơn rất nhiều anh chị nhá. Đấy nên là anh chị nào mà không thích hôi mùi dầu, chúng ta có thể lựa chọn cho mình một chiếc máy xăng như này cũng rất là hợp lý anh chị ạ. Đấy, máng nước còn tươi như này cơ, nguyên sơn zin luôn ạ. Đây, ghế tuyệt vời anh chị ạ, cửa đóng chắc nịch luôn. Đấy, trang bị full đồ nhé, và đặc biệt đó là một dàn lốp mới tinh, lốp mới tinh luôn anh chị ạ. Còn đây là khoang động cơ đẹp đều như này thì đương nhiên là máy số phải zin rồi anh chị ạ. Tuy nhiên thì em vẫn phải quay chi tiết để gửi tới quý chị và các bạn. Đấy, lắp cabo có trợ lực thủy lực rồi nhé. Đây, đây là lắp cabo. Đấy, anh chị thấy không ạ? Tấm nỉ này vẫn còn phẳng đét luôn anh chị ạ. Ốc cabo zin 100% luôn ạ. Kể cả ốc tai đây nhá, ốc tai ngoài đây nhá, zin luôn ạ. Đấy, ụ đây này, tai đèn cũng zin anh chị ạ. Vỏ đèn zin mà. Tất cả những con ốc phía trước nha anh chị nhé, ốc nhựa này. Đấy, rất đẹp. Xe thì máy số zin và zin từ dàn cò anh chị ạ. Anh chị có thể thấy này, cái da máy còn rất là đẹp. Tất cả những con ốc chân máy zin hết nha anh chị nhé. Đấy, nguyên zin. Máy số zin thì anh chị có thể check hãng thoải mái. Đấy, xe trang bị động cơ 2.4 lít DOHC 16 van. Với cái mức tiêu hao nhiên liệu thì em đã chia sẻ với anh chị rồi. Và chiếc xe này quan trọng là cái chất xe thôi. Và dành cho anh chị nào mà không thích dầu, chúng ta có thể lựa chọn một cái chiếc máy xăng như này. Chất lượng của chiếc xe này thì chắc chắn là anh chị không phải lo nghĩ gì rồi. Gần như là zin. Và nội thất, ngoại thất thì rất là đẹp anh chị nhá. 10 vạn chuẩn anh chị ạ. Một chủ từ đầu. Bên em thì rút hồ sơ rồi, biển khá là đẹp và bác chủ vừa đặt Santa Fe xong, đòi biển của em ngay. Về định danh mà anh chị, biển định danh rồi, biển đẹp đương nhiên là phải vào xe mới rồi. Đấy anh chị thấy đẹp không ạ? Sorento bản full, máy xăng sản xuất vào năm 2015 anh chị nhé. Một chủ từ đầu, bản full trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, ghế lái chỉnh điện, nhớ hai vị trí, chìa khóa thông minh, rửa đèn pha tự động, chìa khóa thông minh và điều hòa hai vùng độc lập. Có tất cả các cửa gió cho hàng ghế thứ hai và thứ ba. Đấy, xe vừa thay một dàn lốp mít mới tinh anh chị nhé, dàn lốp thứ hai. Và hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này với giá là 490 triệu đồng. Có ba rút hồ sơ và giá cả có thể thương lượng được. Khi mà anh chị đang có nhu cầu thì vui lòng qua bên em là tại xe đẹp Hải Dương, khu đô thị Thiên Phú, thành phố Hải Dương anh chị nhé, để xem xe và lái thử xe. Số hotline của em là 0975 695559 anh chị ạ. Còn rất nhiều các dòng xe để anh chị lựa chọn, từ 4 chỗ, 7 chỗ, gầm thấp gầm cao, Santa Fe này, Expander, Fortuner máy dầu. Đấy, rất nhiều anh chị ạ, rất nhiều luôn. Đấy, Sorento máy dầu này, đời cao luôn. Đấy, Fortuner, Vios các thứ. Đấy, cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong các video tiếp theo.